Đàn Hoàng Chiến Đế tập thứ 206. Hắn hơn 30 tuổi đều không có đụng đến nữ hài tử khác, chính là đang chứng mình với thánh chủ, hắn thực lòng với Lãnh Văn Thanh. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới Lãnh Văn Thanh đột nhiên kinh động đến Tổ Sơn, còn muốn làm đại hội thánh địa gì đó, còn đặc biệt bổ nhiệm làm người canh giữ. Hắn mới biết được hắn đã sắp mất đi Lãnh Văn Thanh. Đừng nói là có được, sau này gặp mặt có lẽ cũng khó khăn. Cái cảm giác này quá khó tiếp thu. Diệp Trục Thiên đứng ở trên vách đá đằng xa tinh thần lấp lóe trong đôi mắt, ngắm nhìn Khương Nghị. Khương Nghị tới đây để làm gì? Diệp Trục Thiên truy theo tinh thần kiếm, vậy mà lại thấy được Khương Nghị. Từ vì Thánh Địa triệu tập tất cả Thánh Địa Thường Huyền tụ tập, hẳn là có xảy ra chuyện đặc biệt gì đó. Nam Tử đi cùng, quan tâm đến cái này hơn. Cho tới bây giờ Thánh Địa Thiền Hạ đều là tự thủ một phương không can dự lẫn nhau, nhiều nhất đều là gặp nhau trong liên minh chưa từng nghe qua chuyện tất cả thánh địa thường huyền lại tập hợp còn không phải tụ tập ở tổ sơn mà là từ vì thánh địa các thánh địa thường huyền tụ tập nhất định có chuyện lớn phát sinh khương nghị tới làm gì tham gia náo nhiệt sao diệp trục thiền nhếch miệng bôi lên nụ cười nhạt ý tinh thần kiếm khương nghị đây là con mồi của hắn vậy thì gom lại cùng nhau Ông trời thật chiếu cố hắn không uổng công hắn khổ sở chờ đợi lâu như vậy. Làm như thế nào để dẫn bọn hắn ra đây? Là đánh tan từng kẻ hay là một mẻ hút gọn? Thánh địa tập kết không phải thời cơ động thủ, cướp đoạt tinh thần kiếm chúng ta vẫn nên trở về đi. Nam tử nhắc nhở Diệp Trục Thiền một lần nữa. Người về trước đi. Qua mấy ngày nữa ta sẽ tự mình trở về. Diệp Trục Thiền đang muốn thoát khỏi Nam tử này nữa đây bí mật đại táng chỉ thuộc về hắn không thể để cho bất cứ kẻ nào biết sứ mệnh của tài chính là bảo hộ người làm sao có thể tự mình trở về nam tử này quá quyết cự tuyệt hắn đã phát giác được rất có thể diệp trục thiền đang có chuyện giấu hắn tại tử vi thánh địa phụ thần an bài vôi thánh chủ thế nào lãnh văn thành trở lại thánh địa trực tiếp tìm tới lãnh thành phong nàng mặc dù nhìn điều ngoa mạnh mẽ kỳ thật so với ai khác đều khôn khéo nàng chỉ là thừa cơ đến đòi đỡ cho nàng là được Lãnh Thành Phong vừa mới bị lừa gạt một chút tầm tình vô cùng hỏng bét. Nếu như không phải vì nữ nhi hắn đường đường là thánh chủ thánh địa trung ương sao có thể chịu lại ủy khuất này? Nàng cam đoan không nháo chuyện sao? Nàng không dám gây sự, nếu không sau đó cái gì cũng không chiếm được, càng đừng nghĩ rời khỏi tử vị thánh địa này. Ngài cứ như vậy mà đồng ý nâng đỡ cho nàng, không có bàn bạc điều kiện khác sao? Nữ nhi còn chưa có tiếp xúc qua lão nữ tử kia. Ai, một lời đúng là khó nói. Nếu chúng ta cho đồ vậy thì phải để nàng bỏ ra chút giá. Vẫn là đừng có chọc, miễn cho biến khéo thành vụng. Lãnh thành phòng vẫn lắc đầu, chỉ có trải qua mới biết được nữ nhân kia quả thực không thể trêu vào. Ý của ta là ngài hẳn là để nàng đồng ý sau khi thánh địa các phương trình diện, phải chủ động phối hợp với chúng ta, cho chúng ta kiếm đủ mặt mũi, phải để tất cả người chuẩn bị chế diễu. Đều biết chúng ta cũng có thể quản thúc liền mình thánh địa phương Nam. Liên minh thánh địa phương Nam cũng sẽ ở trường hợp công khai cho chúng ta tôn trọng. Lãnh thành phòng khẽ nhíu mày, đúng vậy làm sao không nghĩ tới chuyện này? Không đúng, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, chỉ cần hắn lại đi đàm phán, vô hội thánh chủ khẳng định sẽ vũ về thêm một câu, thêm tiền. Lãnh văn thanh nói, ngài đi đàm phán cùng vô hồi thánh chủ có thể lại cho thêm nhiều vài thứ để bọn hắn cam đoan phải tôn trọng chúng ta, phối hợp với chúng ta, chờ thánh địa các phương đến gần như đầy đủ, ngài tuyên bố tổ chức một trận đại hội luận võ, con phải để vội thánh địa tự mình chủ trì. Không phải con không muốn gây quá loạn sao? Sau khi thánh địa các phương tới rất có thể sẽ nhằm vào chúng ta ở khắp nơi. Nhất là thụ vạn sơn thánh địa quản thúc liền mình thánh địa phương Bắc. Thay vì khẩn trường chờ đợi, ứng phó còn không bằng do chúng ta chủ động khống chế chỉ dẫn bọn hắn. Lãnh thành phòng đột nhiên đã hiểu. Con muốn lợi dụng khương nghị Không sai, khương nghị đi đến đâu đều sẽ trở thành tiêu điểm, huống chi là đại hội thánh địa của chúng ta chỉ cần chúng ta nói khương nghị ở đây bọn hắn sẽ rục rịch đến lúc đó chúng ta thiết chí thi đấu khiêu chiến bọn hắn khẳng định sẽ tìm kiếm cách thức kích thích khương nghị lộ diện vô hội thánh địa làm chủ trì nếu như không ngừng ngăn cản liền sẽ khiến cho nhiều người tức giận cũng sẽ khiến cho các phương khiêu chiến bọn hắn nếu như khương nghị lên đài các phương càng sẽ không tha cho hắn cứ như vậy chúng ta có thể biến thành người đứng xem không đếm xỉa đến nhìn bọn hắn đấu đá lãnh thành phòng cởi mở cười to, hay vẫn là nữ nhi của ta thông minh, còn có thể trở thành người canh giữ tổ sơn không chỉ là vinh quang của từ vi thánh địa chúng ta, cũng là phúc phận của tổ sơn. Có thể đánh ép vội thánh địa cũng có thể kiềm chế lực chú ý của các phương một công nhiều việc, nhưng ngàn vạn lần phải khống chế cuộc diện không được biến khéo thành vụng. Còn yên tâm, ta sẽ an bài đường nguyên cực tự mình tọa chấn, phụ thân. Lúc nào người canh giữ tổ sơn đến? Lãnh văn thanh khờ vẫn không quên được cảm giác kỳ diệu trước đó. Nàng cần thành giáo người canh giữ tổ sơn. Có thể bọn họ muốn đợi đến khi toàn bộ các phương trình diện mới đến. Không chỉ có người canh giữ sẽ tới còn có rất nhiều nhân vật cấp lão tổ đều sẽ trình diện. Bọn hắn sẽ đích thần áp trận cho con còn cứ việc yên tâm hiện ra thực lực. Lãnh thành phòng cười tươi đã không kịp chờ đợi ngành đón thời khắc tỏa sáng trong nhân sinh của mình. Đường nguyên cực tự mình mời mọc khương nghị đi tới từ vì thánh địa số lượng lớn đệ tử từ vì thánh địa đứng tại cửa ra vào nam bộ hắn chính là khương nghĩ thật đúng là có một mắt thôi ư hắn dám đến nơi này một mình lá gan đúng là không nhỏ bây giờ hắn đã ghê gớm rồi rời khỏi thánh địa ôm vào cây đại thụ hoàng tộc xí thiên giới ta nghĩ mãi mà không rõ làm sao xí thiên giới lại tiếp nhận hắn còn cho hắn thần vận trưởng lão tam đẳng chẳng lẽ cũng bởi vì lần hắn luyện đàn tại bắc bộ kia hay là bởi vì trong tay hắn có trường sinh đan Đền điên này đều đã tiến vào xí thiên giới còn không an phận vậy mà lại cùng nhân gian ngục đánh nhau. Các người nói xem nếu như nhân gian ngục biết Khương Nghị ở đây, có thể sẽ phái sát thủ đuổi tới hay không? Đâu chỉ nhân gian ngục tất cả kẻ thù quán đều sẽ như sói người được máu mà nhào tới. Các đệ tử tử vị thánh địa đều tràn đầy phấn khởi đánh giá Khương Nghị, nghị luận nhân vật phong vân này. Đường Minh Đạt theo ở phía sau tâm tình khó chịu. Già già rốt cuộc thánh chủ nghĩ thế nào không sợ Khương Nghị có mục đích gì sao? qua mấy ngày nữa người sẽ hiểu. Đường Nguyên Cực biết kế hoạch của Thánh Chủ xác thực rất khéo. Lập tức có thể chuyển rời lực chú ý của các phương đến trên thần Khương Nghị cùng vô hồi Thánh Chủ. Còn có thể mượn tại các phương hùng hằng giáo huấn bọn hắn. Cần ta giáo huấn hắn một chút trước không? Hắn là sinh tử cảnh không dám dùng linh lực linh tinh, hắn không phải đối thủ của ta. Qua mấy ngày nữa sẽ có người giáo huấn hắn. Đường Nguyên Cực quay đầu nhắc nhở. Nhịn đi không nên gấp gáp, người đó thiền phú rất mạnh những cảm xúc có cơ hội nên học vẫn lãnh văn thanh nhiều hơn một chút ta ngược lại thật ra muốn ở bên cạnh văn thanh lâu thêm nhưng nàng ngài có ý gì là văn thanh mời hắn vào ư sắc mặt đường minh đạt lại lạnh hơn mấy phần rốt cuộc văn thanh sư muội có ý gì cố tình chọc giận ta sao khương nghị ở phía sau hỏi đường túc lão lãnh văn thanh cua nương ở nơi nào là trên ngọn núi lớn ở giữa kia sao đường nguyên cực lạnh lùng nói Đối với người ngoài các người mà nói nơi đó là cấm địa của tử vi thánh địa. Ánh mắt đường Minh Đạt lăng lệ còn dám tìm hiểu chỗ ở cổ văn thánh. Không dứt sao, Khương Nghị nói. Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Thứ không nên hỏi thì đừng hỏi. Minh Đạt đưa Khương trưởng lão đến khu tấn khách an bài chỗ vội thánh địa nơi đó. Mời đi. Đường Minh Đạt hừ lạnh một tiếng. Minh Đạt Huỳnh có thể mang ta đi dạo khắp nơi hay không? Tiến vào thánh địa liền phải tuần theo quy củ nhưng ta ngưỡng mộ từ vì thánh địa đã lâu Khó có được tới một lần cũng không thể Ta nói tuần thủ quy cũ Đường Minh Đạt mang theo Khương Nghị đi đến ngọn núi lớn thứ năm Nơi này là nơi tử vi thánh địa tiếp đãi tân khách Sau khi trải qua hợp quy tắc phân chia thành các khu vực khác nhau Các khu vực phân biệt tiếp đãi các thánh địa đến từ nơi khác biệt Thành thành thật thật đi Nếu như dám đi lung tung lập tức đánh người ra ngoài Đường Minh Đạt sau khi cảnh cáo Khương Nghị thì liền rời đi. Khương Nghị tới đây. Chu Thanh Thọ nhìn thấy Khương Nghị tiến đến lập tức chào hỏi. Nhưng Khương Nghị quay đầu liền chui vào rừng biến mất không còn bóng dáng. Chu Thanh Thọ cùng những người khác hai mặt nhìn nhau. Hắn đi đâu vậy? Khương Nghị nương tự theo cảm ứng Sơn Hà tránh khỏi trường lão đệ tử tuần sát các nơi, thẳng đến núi cao trung bộ. Sau khi tìm tới một nơi không ai ẩn nấp, hắn ngồi xuống bắt đầu minh tưởng, cảm hộ Sơn Hà Đại Táng kích thích Lãnh Văn Thành. Lãnh Văn Thanh về tới chỗ ở của nàng vừa mới bắt đầu cảm ngộ thường sinh tạo hóa đã lập tức liền nhận ra ba đậu kỳ diệu. Lần này so với lần đầu tiên càng rõ ràng hơn càng cường liệt hơn, giống như là ở gần nơi đó. Lãnh Văn Thành rời khỏi sân nhỏ lần theo cảm giác đi tới chân núi. Khương Nghị ư? Lãnh cô nương. Khương Nghị đứng ở trong cánh rừng mặt mỉm cười nhìn nữ tử thành lãnh đi tới. Tại sao người ở chỗ này? Lãnh Văn Thành hồ nghi đánh giá Khương Nghị càng tin tưởng Khương Nghị có liên quan cùng ba động vi diệu kia. Ta ngưỡng mộ tử vì thánh địa đã lâu, khó có được mới tiến đến. Khi nên ta đi nhìn bốn chỗ. Không ai nhắc nhở người không thể tùy đi lại cũng không thể tới gần ngọn núi này sao? Ta chỉ đi qua nơi này tùy tiện nhìn không nghĩ tới là đụng phải lãnh thanh cô nương. Giữa chúng ta ha ha còn có vẻ như rất có duyên phận. Là người dẫn ta đi ra sao? ánh mắt lãnh văn thanh dần dần lăng lệ một lần thì có thể là trùng hợp hai lần tuyệt đối là mưu kế thế nhưng sao khương nghị có thể khiến cho truyền thừa của nàng cảm ứng nàng là đứa con được trời chọn cho miệng sứ giả tổ sơn gánh vác sứ mệnh tôn quý khương nghị chỉ là một tên cuồng đồ ngang ngược cản rỡ làm sao có liên quan với nàng thật sao khương nghị quanh co vài tiếng nói ta chỉ cảm giác nơi này giống như có cái gì đó đang hấp dẫn ta cái gì hấp dẫn ngươi nói rõ ràng có thể là ta cảm giác sai cáo từ dừng lại ta bảo người nói rõ ràng cảm giác gì chính là một loại cảm giác thật kỳ diệu giống như à có nói trên thế nào đấy nhỉ giống như có khí vận dân chúng chiếm cứ ở chỗ này sắc mặt lãnh văn thành sau mạng che mặt hơi đổi hắn có thể cảm nhận được khí vận dân chúng sao đây là có chuyện gì chẳng lẽ lãnh văn thành đột nhiên toát ra một ý nghĩ kỳ quái đứa con của trời còn có thể có hai người sao ta cùng khương nghị ư ta sao có thể cùng khương nghị lãnh cổ nương người có loại cảm giác kỳ diệu đó sao khương nghị quan sát về mặt lãnh văn thành càng xác định rõ ràng nàng còn không có hiểu rõ vĩnh hằng lục đạo xem ra tổ sơn muốn chờ sau khi người canh giữ cùng trừ vị nhân vật cấp lão tổ tới toàn bộ mới nói thẳng tất cả bí mật với nàng không có lãnh văn thành vẫn rất khó mà tiếp nhận nàng côn quý thành ngạo mỹ lệ như thế sao có thể cùng loại người lỗ mãng này cùng nhau cảm nhận khí vận tạo hóa chẳng phải là nói sau này hai người phải hợp tác lẫn nhau phối hợp lẫn nhau sao nàng ngẫm lại lại có một loại mâu thuẫn không cách nào nói rõ thậm chí là chán ghét kỳ lạ khương nghị lắc đầu quay người muốn rời đi khiến cho nàng chú ý sau đó chính là kích thích chúng ta ban đêm gặp lại chờ một chút ta rất hiếu kỳ cảm giác của ngươi ngươi là tới đây mới có cảm giác hay là trước đây đã có sự chán ghét của lãnh văn thành qua đi đột nhiên lại có nghi ngờ chẳng lẽ khương nghị chỉ có cảm giác đặc biệt mà không có đạt được truyền thừa sao hay là cũng nhận được truyền thừa đang quý ý giấu giếm. Ha ha, Khương Nghị chỉ cười cười cố ý cầu lên lòng hiếu kỳ của nàng quay người liền muốn rời đi. Thế nhưng, Khương Nghị sao ngươi lại ở chỗ này? Đường Minh Đạt đang muốn tìm lãnh văn thành không nghĩ tới liền gặp. Ở nhật dưới chân núi, lại cùng một chỗ với tên hỗn đàn Khương Nghị. Ta tùy tiện đi một chút thôi. Không phải ta đã thành thật cảnh cáo ngươi. Cứ ở đó đợi đừng đi loạn khắp nơi càng không thể tới đây. Đã cảnh cáo sao? Đừng có giả ngu với ta." Đường Minh Đạt thực sự tức giận. Trước đó ở bên ngoài hai người liền mắt đi mày lại, một hồi không gặp vậy mà lại vụng trộm hẹn hò, có thể nhẫn nại nhưng lại không thể nhẫn nhục. Lãnh Văn thành nhìn Khương Nghị trong lòng khẽ động đột nhiên tới một câu. "Minh Đạt sư huynh, hắn nói có cảm giác đối với ta." Khương Nghị người chán sống ư? "Đường Minh Đạt giận tím mặt có cảm giác mẹ kiếp, người là đến bày tỏ tình sao? Có xấu hổ hay không coi ta là cái gì?" còn có cảm giác thật uổng cho người nói ra miệng. Ta càng có cảm giác, cảm giác của ta đều có hơn 30 năm, lại bắt đầu từ lúc phát dục. Khóe miệng lãnh văn thành sau mạng che mặt có chút còng lên. Liền biết đường Minh Đạt chịu không được loại kích thích này. Đánh đi. Hùng hàng giáo huấn khử nghị, bức khử nghị sử dụng toàn lực. Nàng vừa vặn có thể mượn cơ hội này dò xét tình huống khử nghị. Cảm nhận loại bà động ví diệu kia Khờ nghị liếc mắt nhìn lãnh văn thành đã hiểu rõ ý đồ của nàng. Khờ nghị ta khiêu chiến ngươi. Đường Minh Đạt quả nhiên bị kích thích. Hắn bắt đầy rẫy hùng quang đang đằng sát khí muốn hùng hàng giáo huấn Khờ nghị. Để hắn hiểu được đây là nơi nào nên tuân thủ quy củ gì. Khờ nghị lắc đầu từ chối. Ta đã là sinh tử cảnh, không thích hợp chiến đấu. Sinh tử cảnh chỉ là không thích hợp không phải không thể. Đường Minh Đạt giật thắt lưng gấm trên trán xuống lộ ra linh văn đặc biệt là con vắt, là con mắt màu tím đang nộ trừng. Bình tĩnh một chút giữa chúng ta không cần phải quyết đấu. Khương Nghị lui lại mấy bước nắm chặt nắm đấm. Có cần thiết hay không không phải người nói Khương Nghị nhận lấy cái chết. Toàn thân đường mình đạt dâng lên hào quang màu tím ngưng tụ thành lít nhà lít nhít cây giáo sắc bén. Tấn mãnh cường thế giống như lôi chiều vô tận xuyên thủng không gian từ khí cuồn cuộn gào thét lên uy thế phi phàm đánh vào trên thân Khương Nghị. Khương Nghị đụng đổ liên biên cánh rừng đập vào trên núi, toàn thân thủng trăm ngàn lỗ máu tươi chảy ngang đau đớn không chịu nổi. Nhưng áo giác ứ. Ta không thể nào không có chút y lực chống đỡ. Khương Nghị ý thức hoàng hốt bỗng nhiên bừng tỉnh. Quả nhiên hắn vẫn đứng tại chỗ không có bị thương tổn. Nhưng đường Minh Đạt lợi dụng cơ hội hắn hoàng hốt đã ngưng tụ thành một cây giáo màu tím, cứng rắn sắc bén, dưới ánh mặt trời chiếu xuống lại mang theo sát khí chấn động tâm hồn giống như tuyệt thế bình khí dáng lầm lao thẳng đến lồng ngực khương nghị thời điểm khương nghị thức tỉnh cây giáo đã tới gần ngực muốn chặn đường đã tới không kịp giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc bát hoàng chiến trị hộ tầm giáp đã nhanh chóng ngừng tụ phốc phốc cây giáo đâm xuyên ngực cưỡng bức dừng lại trước khi đến trái tim cây giáo mạnh mẽ bộc phát ra lực lượng hùng hàng đánh khương nghị ra sắc mặt khương nghị đột nhiên lạnh lại cháu trai này làm thật sao nếu như không phải hắn phản ứng nhanh một thương này đủ để đánh xuyên qua hắn. Một chút ghen ghét vậy mà có thể mất đi lý trí ư? Đây là quá ngu hay là quá yêu? Thương thương thương. Đường Minh Đạt vùng cây giáo lên mạnh mẽ trùng kích, phòng màng sắc bén giống như mưa rơi bao phủ Khương Nghị, ép Khương Nghị liên tiếp lui về phía sau. Bành! Khương Nghị cường thế ổn định, một tay nắm chặt cây giáo. Đường Minh Đạt quả quyết buông tay, dẫn bạo cây giáo hóa thành năng lượng dâng lên như thủy triều hung hăng tàn đẩy lùi Khương Nghị. Linh Văn Thiên Tướng Khí chất đường Minh Đạt hoàn toàn thay đổi, hiện thị rõ bá thế vùng lên trọng quyền đánh về phía Khương Nghị. Một tiếng oanh mình nắm đấm tăng vọt tiếp tục bành trướng hơn 10 lần, giống như là một mảng thiên thạch màu tím đánh về phía Khương Nghị. Biết cái gì là bát bộ thánh quyền không? Đây là một trong bát bộ thiên tướng thánh quyền. Là thiên tướng thánh quyền ư? Khương Nghị ngưng tụ ánh mắt quả quyết vung lên nắm đấm kích phát huyết mạch cường thế chặn đường. Âm âm. Khẩn thiết đối kích giống như hai ngọn núi cao va chạm vào nhau, oanh mình kịch liệt khí lãng cuồn cuộn. Khương Nghị vững như bàn thạch, mấy triệu cực cảnh cưỡng ép gánh vác nắm đấm, lại cảm nhận được uy thế cường đại thẩm thấu vào cơ thể, trùng kích huyết khí toàn thân chấn động linh hồn chủ tước. Bát bộ thánh quyền ư? Khương Nghị rất rõ ý nghĩa bốn chữ này bởi vì Tu La đã từng tu luyện qua, bát bộ thánh quyền là quyền pháp cường đại danh chấn cổ kim phân biệt thiên đà chân linh u cốt ma thân độ khó tu luyện cực lớn yêu cầu đối với linh văn lại càng cao hơn nhất định phải là thể chất vô cùng đặc biệt linh văn đặc biệt mới có thể tu luyện một trong số đó bình thường mà nói chỉ có thể thiên phẩm tu luyện nhưng trí tôn thánh phẩm vẫn có thể tìm hiểu ra một chút gia lông chỉ là gia lông cũng có thể chấn áp đồng cấp ông Thiên tướng linh văn nở rộ tia sáng yêu dị không cần, nhìn thẳng mắt cường nghị liền có thể ảnh hưởng đến linh hồn, để ý thức quán không phần rõ hiện thực hay hư ảo. Đường mình đạt tăng vọt chiến ý ngang nhiên lao thẳng đến cường nghị, hai tay phồng lên thật khổng lồ bò đầy đường vân thần bí phức tạp, phát ra uy thế kinh khủng. Bọn chúng giống như trọng trùy màu tím cuồng lực vô song, chấn động đến mức không gian đều vạn vẹo, một loại khí thế cực kỳ bá đạo chấn động cả rừng rậm. Ý thức khường nghị hỗn loạn Thứ hắn nhìn thấy chính là thế công như chiều cường tràn ngập đất trời. Cây giáo bạo kích phía trước, gió lốc kéo tới phía sau. Phía sau nữa là cuồng phong màu tím đang gào thét. Mà đường Minh Đạt vẫn còn đứng ở nơi xa thi triển võ pháp. Nếu như là người khác có khả năng đã lâm vào trong đó bắt đầu chặn đánh những thế công này. Nhưng khừa nghị biết, trên thực tế đường Minh Đạt không ở phía xa mà đã, đã giết tới. Võ pháp nhìn cuồn cuộn cũng không tồn tại. Thứ chào hỏi hắn nhất định là thiền tướng thánh quyền âm âm đường minh đạt giết tới trọng quyền oanh kích như vạn quân như núi lớn như cuồng long thánh uy ngập trời bá đạo tuyệt luân khương nghị lù lù bất động liệt diễm toàn thân sôi trào nổ tung quét sạch bốn phương tám hướng một loại tình thế liệt diễm cường thịnh chấn động hắc loạn thiên địa đường minh đạt bao phủ bên trong liệt diễm bị nhiệt độ nóng rực đốt cháy bị hắc loạn bóp méo vén lui khương nghị bằng vào liệt diễm cảm ứng khóa chặt đường minh đạt hành động trong nháy mắt dậm chân phóng tới mấy triệu cực cảnh chấn động cả không gian. Đường Minh Đạt cưỡng ép ổn định thân thể toàn thân tăng vọt từ quang, một loại uy thế xấu không lường được đột nhiên bị phóng thích ra. Cứ như đã thức tỉnh một loại thiền uy nào đó cuồn cuộn cuồn cuộn, hội tụ ở hai tay nhấc lên quyền uy kinh thế thẳng đến phía Khương Nghị. Âm âm! Khương Nghị ngửa mặt tùng bay khí huyết sôi trào linh hồn đau nhói, nhận kích thích liên tiếp cảnh giới của hắn cảnh giới của hắn đột nhiên bà động trên phạm vi lớn bắt đầu tiếp tục tăng vọt chuyện này cũng không có tốt đẹp gì khương nghị nhanh chóng bình phục cảm xúc áp chế huyết mạch khống chế khí hải để tránh thực lực mất khống chế khương nghị người tài giỏi thì sẽ có người tài giỏi hơn người là thiên phẩm thì sao ta là thiên tướng linh văn không kém ngươi đường minh đạt dùng sức khép kín linh văn bây giờ bỗng nhiên mở ra một mạng liệt diễm yêu dị xuyên thủ ánh sáng không nhìn không gian đánh về phía khương nghị khương nghị nhanh chóng rút lui như ánh sáng nhận khống chế thuận thế xoay chuyển đuổi kịp khương nghị từ phía sau đánh xuyên mà tới trong chớp mắt khương nghị cảm giác cảnh tượng xung quanh đang lay động giống như thay đổi lại hình như không thay đổi giết đường minh đạt từ phía sau giết tới uy thế cường đại kinh hồn nhiếp phách cứ dâng lên toàn thân khương nghị càng cứng theo bản năng lại muốn phản kích nhưng hắn suy đoán đường minh đạt phía sau là giả uy hiếp thực sự là ở những hướng khác giữa lúc ngàn cần treo sợi tóc liệt diễm được nhấc lên ngưng tụ hơn ngàn sợi hỏa vũ nhanh chóng bạo kích từ khí vờn quanh toàn thân đường minh đạt giống như áo giáp trọi cứng lửa cháy bạo kích sau khi giết tới từ phía giết tới từ phía sau quyền uy cường đai gào thét mà tới rắn chắc 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 đánh vào trên thần khương nghị biết rất rõ ràng đây là giả là bị ý thức ảnh hưởng nhưng cảm giác đúng là quá trần thực xương cốt đứt gãy huyết thủy phun tùng tóe thân thể đều giống như bị tung bay ra ngoài khương nghị hoảng hốt thiền tướng thánh văn thật là bá đạo cho dù là đang cảnh giác nhưng ảnh hưởng vẫn rõ ràng mãnh liệt như thế đổi thành những người khác chỉ sợ đã hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế đúng vào lúc này đường minh đạt trần chính đã giết tới gần khương nghị loại uy thế sâu không lường được kia hai lần nữa bộc phát trọng quyền phòng lên lớn hơn mấy lần như sóng lớn lao thẳng đến khương nghị so với linh văn sinh ra ảnh hưởng tới ý thức uy lực thiền tướng thánh quyền càng thêm kinh khủng hơn nhưng khương nghị đột nhiên đứng vững tỉnh lại linh hồn chủ tước đuổi đi ảnh hưởng thiền tướng hắn cưỡng ép tránh thoát khỏi từ trong ý thức hỗn loạn gắt gào nắm chặt nắm đấm trong nháy mắt đã phóng lên đường vần chủ tước lấp lóe tại lòng bàn tay trùng kích huyết mạch kích thích thần uy chủ tước bác thiên thuật cường thế phóng thích tại sinh tử cảnh điều động huyết mạch đã là vô cùng nguy hiểm nhưng Khương Nghị cũng không thể tùy ý để Đường Minh Đạt ức hiếp, mong vớt bạo kích trọng quyền, chủ tước truyền thừa ngành kích thiền tướng thánh quyền, bành răng rắc. Sau khi Khương Nghị lui lại hai bước ba bước thì hai tay Đường Minh Đạt đã vỡ vụn, hắn kêu thảm tung bay ra ngoài. Thánh phẩm trung quỳ vẫn chỉ là thánh phẩm, người vẫn không thể phát huy ra uy lực thiền tướng thánh quyền chân chính. Ánh mắt Khương Nghị trở nên lạnh lẽo thiên tướng thánh quyền Tù la thi triển trong trí nhớ của hắn mới thực sự là kinh thế hãi tục bá tuyệt thiên hạ người có thể tỉnh táo lại sao đường mình đạt đứng ở đằng xa hai tay bè bét máu vừa rồi thức tỉnh quá đột nhiên làm thế nào khương nghị làm được mặc dù khương nghị là thiên phẩm nhưng ý thức tại sinh tử cảnh rất yếu cũng rất khó khống chế bản thân chớ nói chi là tránh thoát người rất may mắn gặp được ta bây giờ khương nghị rõ ràng cảm nhận được lực bất tòng tâm sinh tử cảnh quá khó tiếp thu Người cũng rất may Không có gặp được ta bên ngoài Ta có người là khách không tiện dùng toàn lực Đường Minh Đạt hư lạnh Văn thành của đường chúng ta hôm nào lại nói Khương Nghị sửa sang lại y phục rơi khỏi cánh rừng Đường Minh Đạt khép lại hai tay nói với lãnh Văn Thành Sư muội muội không cần để ý hắn Trước khi muội biểu hiện ra thực lực ta sẽ dạy dỗ hắn tuần thủ quy củ Lãnh Văn Thành nhìn bóng lưng Khương Nghị rời khỏi âm thầm kỳ quái vậy mà không có loại ba động kỳ diệu kia. Sư phụ, sinh tử cảnh có đường tắt đặc biệt bình ổn vượt qua không? Khương Nghị trở lại chỗ ở yên lặng điều dưỡng cố gắng bình phục thực lực đang chập trùng. Kiếp trước người nhịn bao lâu? Hai năm. Sinh tử cảnh là giai đoạn mở ra thân thể bảo tàng đặc biệt, là thức tỉnh là biến đổi giai đoạn này rất nguy hiểm. Nhưng cũng rất quan trọng, người không thể quá nóng nảy Ta không nghĩ tới sẽ tiến vào sinh tử cảnh nhanh như vậy. Khương Nghị lắc đầu, tên tác ngọc đường thực sự hại hắn rất thảm. Loại trạng thái hỏng bét này làm sao xâm nhập trung vực, làm sao mà đi cứu tiêu thiên. Người đã dùng thiền nhân đàn tại lúc cao giai linh hồn cảnh cũng đã làm đủ chuẩn bị. Hắn là có thể thuận lợi vượt qua, từ từ mà chịu đi. Có cái đàn dược gì có thể làm cho ta tại thời điểm cần thiết? Phóng, thỏa thích, phóng thích thực lực hay không? Không có, ngài có, ta không có. Nếu như ngài thật không có sẽ giải thích cặn kẽ không có nguyên nhân. Ngài nói thẳng không có khẳng định chính là có. Đàn hoàng nhất thời cũng nghẹn lời. Có phải có nguy hại hay không? Khương Nghị Càng khẳng định đàn hoàng có cách lập tức nhấc lên tinh thần hỏi thăm. Ta vẫn hy vọng người có thể bế quan tu luyện bình thường. Ta không chậm trễ tu luyện tình lực chủ yếu vẫn mở ra thân thể bảo tàng. Ta chỉ là muốn tại thời điểm cần thiết không thể quá uất ức. Người về sĩ thiên giới bế quan 2 năm liền không có thời điểm cần, Sư phụ ta thật sự không đợi được hai năm Đàn hoàng liên tục suy nghĩ vẫn mở miệng Từ xưa đến nay có rất nhiều người đều nghiên cứu qua sinh tử cảnh Nhưng thành công rất ít lưu truyền xuống càng ít Kiếp trước của ta sưu tập được hai cái Một cái là đàn dược, một cái là tâm quyết Có thể ứng phó tình huống sinh tử cảnh thực lực kịch liệt chập trung Có nguy hại ư? Khương nghị rung động, không hổ là đàn hoàng thật đúng là cái gì cũng có Trước đó ta đã giải thích rồi, thực lực sinh tử cảnh chập trùng đơn giản mà nói là chính thân thể đang mở ra bảo tàng. Nếu như áp chế quá phận, thân thể bảo tàng người mở ra sẽ chịu ảnh hưởng. Giao cho ta, ta sẽ không tùy tiện dùng. Khương nghị vẫn còn có chút lòng tin đối với việc mình thức tỉnh không quan tâm 3 năm lần ảnh hưởng. Đàn hoàng tin tưởng tiềm lực của Khương Nghị, nhất là ba lần đột phá linh hồn cảnh cao dài mơ hồ hoàn mỹ. Điều hắn lo lắng chính là tính cách của Khương Nghị. Nói với hắn không có cách, hắn còn có thể thành thành thật thật cẩn thận từng ly từng tí, một khi có phương pháp áp chế, chẳng khác nào Khương Nghị không có lo lắng làm việc to gan, càng tùy ý mà làm bệnh. Bây giờ cam đoàn không tùy tiện dùng thời điểm tương lai có thể. Sử dụng khẳng định sẽ không chút mập mờ nào. Thế nhưng nghĩ tới việc lùi đan hoàng vẫn thỏa hiệp. Một chiều kia của tác ngọc đường quá ốc độc ác. Bây giờ Khương Nghị cũng là đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Đàn dược là đàn dược thánh phẩm, có thể khiến cho người ta trong thời gian rất ngắn nhanh chóng vượt qua sinh tử cảnh bước lên niết bàn thạch bước lên niết bàn cảnh nhưng dược lý là triệt để ngăn chặn thân thể mở ra bảo tàng cưỡng ép thăng hoa cảnh giới nói cách khác người không cần kẹt tại linh hồn cảnh cựu trọng thiên có thể trở nên mạnh hơn người cũng không cần chết tại sinh tử cảnh nhưng sau khi tiến vào niết bàn cảnh người vĩnh viễn chỉ có thể là nhất trọng thiên lại không có thể mở ra thân thể bảo tàng nhất trọng thiên chỉ là mạnh hơn một chút so với linh hồn cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Mà đan dược dù sao cũng chỉ là đan dược, tỷ lệ có thể áp chế thân thể cưỡng ép thăng hoa cảnh giới cũng chỉ có 5 phần. Loại thứ hai là tâm quyết, một lần khởi động có thể ổn định cảnh giới một thời gian, ngắn thì mấy giờ, lâu là mấy ngày. Nhưng mỗi lần vận dụng đều là cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế thân thể, không nên tấp đập sử dụng. Nếu không có thể ảnh hưởng tới thân thể mở ra bảo tàng, ảnh hưởng tới tỷ lệ người vượt qua sinh tử cảnh, Ta chọn tâm quyết Ta có thể dạy người nhưng ta sẽ cho người số lần quy định Tạ sư phụ 10 lần người có thể phóng túng 10 lần Nhiều nhất 10 lần Nếu như người dùng hơn một lần Ta yên lặng một năm Dùng nhiều hai lần ta yên lặng 3 năm Đàn hoàng vì muốn tốt cho Khương Nghị nhất định phải hạn chế số lần Nếu không Khương Nghị rất dễ dàng không hiểu tiết chế Nếu như hắn bởi vì tâm quyết cuối cùng không thể vượt qua sinh tử cảnh Hắn không cách nào bàn giao cho chính mình Càng không cách nào bàn giao anh Linh Thần Triều khởi nghị ở lại trong phòng bế quan tu luyện tất cả thánh địa thì lần lượt đến từ vi thánh địa đầu tiên là tại đại diễn thánh địa làm chủ liền mình thánh địa tây bộ sau đó lại là thiền lần thánh địa làm chủ liền mình thánh địa bắc bộ tiếp đó là trần nguyên thánh địa làm chủ liền mình thánh địa đồng bộ lê hòa thánh địa hồn thiền thánh địa linh kiếp thánh địa cũng đến trong lúc này vạn sở thánh địa thái huyền thánh địa hạo thường thánh địa tam đại thánh địa trung ương thì cố ý kéo dài thời gian còn từ từ đi tới nhưng bất luận là đại diễn thánh địa thiền lần thánh địa hay là chân nguyên thánh địa đều được thánh địa trung ương bí mật liên hệ yêu cầu bọn hắn khiêu chiến tử vi thánh địa tuy nhiên không chờ bọn hắn bắt đầu gây sự tử vi thánh địa đã cao điệu tuyên bố thánh địa tề tụ anh tài hội tụ cơ hội tốt khó có được đặc biệt thiết lập giải thi đấu luận võ hiện ra linh văn luận bàn võ pháp do tôn chủ liền mình thánh địa nam bộ vô hồi thánh chủ tự mình phụ trách một lời tuyên cáo đẩy vôi thánh chủ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nàng phụ trách chủ trì liền phải đứng mũi chịu sào tiếp nhận các phương khiêu chiến. Các phương vừa vạn nguyện ý thử thực lực thánh địa Nam Bộ một chút. Nhất là sau khi tử vi thánh địa biểu thị Khương Nghị đang ở chỗ này, nhiệt tình của bọn hắn càng thêm tăng vọt. Tại ngày thứ ba Khương Nghị bế quan diễn võ trường tại khu tần khách náo nhiệt lên, chủ thành thọ lên đài đầu tiên hiện ra uy lực tinh thần, chiến thắng liên tiếp ba trận. Cuộc chiến thứ tư thua với đại thừa thánh phẩm của đồng bộ sau đó hàn ngạo lên đài bằng vào cải tạo lực lượng huyết mạch nằm trận chiến toàn thắng chấn trình chấn kinh thánh địa các phương đây là kết quả mà bọn hắn khắc chế dù sao hỗn thiên linh bảo cũng quá đặc thù không thể nào biểu hiện ra dưới cái loại tình huống này khương nghị bế quan khổ tu năm ngày xuất quan tại đêm khuya phải thừa dịp lấy bóng đêm chạy đi trời đều đã tối người làm cái gì vậy chủ thành thọ ngăn khương nghị lại có việc phải xử lý đừng có lộ ra Khờ nghị vỗ vỗ bà vai hắn liền rời đi Tất cả thánh địa đều lần lượt đến Người không gặp gỡ bọn hắn sao Chuyện thánh địa các người ta không xen vào Người không muốn xen vào Nhưng bọn hắn đều muốn để cho người xen vào Không hứng thú Khờ Nguyễn Nhi đã bị thương Cái gì Khờ nghị vừa chạy qua chỗ ngoặt lại về tới Bọn họ cũng đều biết người ở chỗ này Muốn nhìn sống một chút Thánh chủ một mực đang đè ép Nhưng không biết lại suy nghĩ cái chủ ý ngu ngốc Vậy mà tại thời điểm khiêu chiến Huyền Nhi đánh nàng trọng thương, các người thế này thấy thế nào? Không ngăn cản lại sao? Khương Nghị sầm mặt lại, chuyện đột nhiên xảy ra, vũ khí của thằng rành con kia có cái gì đó quái lạ, đột nhiên bộc phát lực lượng cường đại, suýt chút nữa đánh phế Khương Nguyên Nhi. Ai làm? Thánh địa Bắc Bộ Tuyết Bộc Thánh địa tên? Phương Dung, con sống ứ, bị nại yêu nhà ta dạy dỗ, ngày mai đi qua thu thập bọn họ. Khương Nghị quay người biến mất trong màn đêm. Sau 2 giờ Khương Nghị đi tới 300 dặm bên ngoài từ vi thánh Điện Tìm một chỗ bí mật Cảm ngộ Sơn Hà Đại Táng cầu dẫn Lãnh Thành Văn Nếu như thuận lợi đêm nay hắn muốn bắt lấy Lãnh Thành Văn Không thể chờ đến khi nàng đi Tổ Sơn Thậm chí không thể chờ đến khi người canh giữ Tổ Sơn tới Nếu như không thuận lợi phải nghĩ biện pháp khác Lãnh Văn Thành không có để hắn đợi quá lâu Tại nửa đêm đến rạng sáng đã tìm được Khương Nghị Lại là ngươi a à, Lãnh Văn Thành cô nương thật là đúng dịp Khương Nghị nhìn dáng vẻ lãnh văn thành quá quyết từ bỏ. Hợp sao? Ban ngày đúng dịp đêm nay cũng khéo rồi. Lãnh văn thành không phải tới lẻ loi một mình mà cưỡi kìm viềm thánh tượng, nắm lấy vũ khí không gian vặn vẹo trong tay. Trong bóng tối xa xa còn giống như có bóng dáng đi theo. Chúng ta xem ra vất... vẫn là rất có duyên phận. Khương Nghị thầm nghĩ đáng tiếc và nghĩ cách nói sang chuyện khác, không thể để cho lãnh văn thành sinh ra cảnh giác đối với hắn. Nếu không muốn dẫn ra liền khó khăn. Nơi này không có người khác nói cảm giác của người một chút. Người là có cảm giác lúc nào có cảm giác gì? Lãnh Văn Thành rất cảnh giác một mực nắm bảo khí không gian trong tay. Ta à, tại thời điểm ta nhìn thấy cô mới có cảm giác. Tầm tư khường nghị. Nhanh chóng quay ngược trở lại cố gắng kiếm cớ. Nói rõ ràng. Ta cảm thấy chúng ta rất xứng đôi. Cái gì? Ta nhìn thấy cô liền có cảm giác. Một, cái cảm giác rất là mãnh liệt. Người đang câu dẫn ta ư? Cô có nghĩ tới hay không mang nhiều thêm một cái thân phận tiến đến tổ sơn? Thân phận gì? Nữ tử của đàn thánh sĩ thiên giới tương lai. Cái này có thể tạo thế cho cô để cho cái thân phận của cô càng thêm đặc biệt càng được tôn trọng. Người là đang nhục nhã ta, ta còn cần ngươi để tạo thế ứ. Dệt hoa trên gấm. Người vừa mới cưới nữ tử hoa lâu bây giờ lại bàn bạc thông gia với ta. Người xem lãnh văn thành ta là cái gì? Ta chỉ dũng cảm thể hiện ý nghĩ của mình nếu như cô không nguyện ý thì coi như xong, cáo từ dừng lại người xem ta là đồ đần sao hôm nay người không nói xong chuyện ban ngày thì đừng mơ tưởng về lại tử vi thánh địa ban ngày nói cái gì rồi nhỉ à cô nói loại cảm giác đặc biệt kia giống như không có liên quan gì cùng cô có liên quan hay không chính người rõ ràng nhất lãnh văn thành rất muốn biết rõ rốt cuộc khương nghị có đạt được truyền thừa hay không khương nghị cố ý do dự một lát có chút hé miệng giống như đã hạ quyết tâm thật lớn hình như ta đã đạt được một cái truyền thừa là truyền thừa gì? Lãnh Văn Thành ngưng tụ con người nhìn chằm chằm Khương Nghị. Truyền thừa ư? Hắn thực sự đã đạt được chưa đạt... hắn thực sự đã đạt được rồi. Loại truyền thừa này lại có thể giáng lầm đến trên hai người sao? Liên quan tới khí vận dần chúng cùng tạo hóa quả thực không dám giấu giếm, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu sau khi ta nhận được đến tin tức nên mới cùng theo thánh chủ đến đây. Khương Nghị đi bước cờ hiểm, khí vận tạo hóa sao? sắc mặt lãnh văn thành lúc này đột nhiên nghiêm túc hẳn lên sứ giả tổ sơn đã nói qua đây là truyền thừa thần bí đã biến mất vài vạn năm liên quan tới dân chúng liên quan tới thế giới là bí mật bên trong bí mật mặc dù sứ giả tổ sơn đã giấu rất kỹ càng nhưng lãnh văn thành có thể đoán được bí mật như thế này hẳn không có mấy người biết vậy mà khương nghị lại có thể nói ra có thể là thật huống chi còn có thể gây nên phản ứng vi diệu lãnh văn thành nhìn khương nghị tâm tình phức tạp nếu như giả sử tổ sơn biết có thể đưa hắn cùng đến tổ sơn hay không người như vậy làm sao mà phối hợp khống chế khí vận dân chúng được người như vậy làm sao kết hợp với nàng công hưởng tổ sơn được mà khương nghị lại khống chế lực lượng kiều gia càng có xí thiên giới làm bối cảnh tổ sơn có thể lấy khương nghị làm chủ hay không rất có thể lãnh văn thành càng nghĩ càng nhiều càng nghĩ càng cảnh giác trong ánh mắt lấp lóe của nàng chạy không khỏi kinh nghiệm lão đạo của khương nghị thành công khương nghị cơ hồ có thể tưởng tượng ra ý nghĩa tại thời khắc này trong đầu lãnh văn thành cũng có thể suy đoán ra nàng sắp động sát ý lãnh văn thành với thức nắm chặt bàn tay ngọc mảnh khánh một cái truyền thừa sao có thể giáng lâm đến trên thân hai người nàng có thể đoạt lại hay không cứ như vậy nàng không cần cùng sương nghị đi đến tổ sơn còn có thể tăng cường lực lượng truyền thừa của nàng thở một chút không vì sao không Nơi này là lãnh địa của nàng Nàng hoàn toàn có điều kiện thử một chút Nhưng nhất định phải tại trước khi Sứ giả Tổ Sơn tới đây Mà nhất định phải một lần công thành Không kinh động đến bất cứ kẻ nào Văn Thành của nương ta đã thẳng thắn bí mật của ta Có phải cô cũng nên bày tỏ một chút hay không Vì sao ta có thể cảm nhận được khí vận từ cô Lại vì sao cô có thể tìm tới chỗ ta Giọng khờ nghị vang lên Làm cho lãnh Văn Thành tỉnh lại từ trong suy tư Lãnh Văn Thành nhìn chằm chằm Khương Nghị ngữ khí bình thản. Ta cần suy nghĩ một chút như vậy đi, ba ngày sau chúng ta gặp mặt ở nơi này. Lãnh cô nương làm như vậy là không quá công bằng. Giữa nam nữ không có công bằng, ta nói ba ngày liền ba ngày, đến lúc đó người nguyện ý đến, ta cho người niềm vui bất ngờ. Không nguyện ý đến, cũng tùy ngươi. Lãnh Văn Thành muốn trở về bàn bạc bà cùng phụ thân, thần không biết quỷ không hay bí mật bắt lấy Khương Nghị. Nếu như có thể cướp đoạt là tốt nhất. Không thể nào cướp đoạt thử qua cũng không hối hận sau đó sẽ nghĩ cách để áp chế Khương Nghị. Tóm lại hoặc là diệt trừ Khương Nghị hoặc là để Khương Nghị nghe theo mệnh lệnh của nàng. Dù sao bọn hắn muốn khống chế khí vận khắp thiên hạ là muốn đi đến đỉnh cao của thế giới, là muốn hưởng thụ vinh quang vô tận. Khương Nghị nhìn lãnh văn thành biến mất tại trong cánh rừng, nhếch miệng lên một đường cong, ba ngày. Chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem ai là con mồi, ai là thợ săn. Uyển Nhi, Khương Nghị đẩy cửa phòng Uyển Nhi ra, lông mày lập tức nhíu chặt. Trong phòng khắp nơi đều có vài trắng xoa máu, nhìn thấy mà giật mình. Cà "Ca ca muội không sao?" Khương Uyển Nhi nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt cố gắng tươi cười. "Đừng lo lắng tình huống đâu ổn định, bọn người Khương Hồng Võ đều tụ tập ở trong phòng." Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Khương Nghị không nghĩ tới tình huống của Uyển Nhi lại nghiêm trọng như vậy. Yến Khinh Vũ trầm mặc nói: "Tuyệt Bộc Thánh Địa chủ động khiêu chiến Uyển Nhi thái độ rất tốt, nhiều lần biểu thị luận bàn làm chủ thế nhưng đánh không có mấy hiệp tên tiện nhân kia đột nhiên lộ ra vũ khí trực tiếp dẫn nổ khương hồng võ tự trách mà lắc đầu chúng ta cũng đã quá chủ quan ngụy thiền thù nhắc nhở khương nghị mục đích của liên minh bắc bộ là muốn kích thích người xuất hiện người không nên manh động chúng ta có thể ứng phó khương nghị ngồi vào chỗ đầu giường uyển nhi nắm tay của nàng dò xét khí tức bọn hắn có thể hèn hạ một lần liền sẽ còn hèn hạ lần thứ hai lần này uyển nhi may mắn lần sau liền có thể phế đi khương hồng võ nói lần này là ta chủ quan lần sau sẽ tuyệt đối không người là sinh tử cảnh không nên ra tay giao cho chúng ta mọi người yên tâm ta không có yếu như vậy khương nghị càng dò xét khác sắc mặt càng khó coi tâm mạch uyển nhi lộn xộn khí tức suy yếu thường thế rất nặng vì sao bị thương luôn là người nhà của hắn chẳng lẽ hùng danh của hắn còn chưa đủ lớn sao xem ra phải lập uy hùng hằng lập uy để tất cả những người muốn tổn thương người nhà hắn đều biết hậu quả nghiêm trọng khi làm thế. Cà ca ca mọi thực sự không sao. Khương Uyển Nhi rất tự trách, luôn luôn liên lụy ca ca. Khương Nghị nhẹ giọng an ủi, chúng ta đã không còn là chúng ta Bạch Hồ Quan, chúng ta đã qua cái thời bị người khác khi dễ, ai dám tổn thương chúng ta chúng ta sẽ hoàn trả gấp bội. Sắc trời vừa tảng sáng tất cả đệ tử thánh địa liền lần lượt đuổi tới diễn võ trường. Bọn hắn dâng cao chiến ý, nhiệt huyết sôi trào. Đây là hội nghị thánh địa khó có được. Bọn hắn đều muốn hiện ra linh văn của chính mình, đều muốn chứng minh thánh địa của mình càng mạnh. Tất cả liên minh thánh địa cũng còn bão đoàn, liền thủ hiếm thấy. Tuy nhiên trước mắt nhiệt tình chủ yếu là khi dễ liên minh thánh địa Nam Bộ đang ở đầu sóng ngọn gió. Khi dễ liên minh thánh địa Nam Bộ cũng chính là khi dễ tử vi thánh địa. Đây cũng là một trong những mục đích bọn hắn tới nơi này. Nếu quả thật có thể kích thích Khương Nghị đi ra khi dễ thật tốt vậy thì càng hoàn mỹ. Tới đến rồi. Vô hồi thánh chủ mang theo thánh địa Nam Bộ đi đến diễn võ trường không khí náo nhiệt nhanh chóng an tĩnh lại. Tất cả ánh mắt đều rơi xuống trên thân vô hồi thánh địa. Các đệ tử thiền lần thánh địa và các liên minh thánh địa Bắc Bộ đánh ánh mắt với nhau lần lượt đi tới phía trước. Uyển nhi cô nương lại tới khôi phục không tệ chứ. Không hổ là đệ tử thánh địa của đan dược, các loại đan dược tùy tiện dùng khôi phục thật là nhanh. Uyển Nhi cô nương có hứng thú lại so một trận hay không? Lần này chúng ta hạ thủ lưu tình nhiều nhất là để cho người chảy chút máu. Sẽ không giống như hôm qua chiến đấu đứng không yên. Hừ hừ, vẫn đừng dựng nàng lên một chút ngoài ý muốn đều gánh không được, thật yếu. Nếu như hôm qua chết trên lôi đài chẳng phải chúng ta còn phải bồi thường sao? Đúng đấy, chớ đánh với nàng, ta còn tưởng rằng nàng cũng mạnh như tên ca ca phách lối kia của nàng. Kết quả quá thất vọng. Các đệ tử liền mình thánh địa Bắc Bộ liền bắt đầu kêu gào, chủ động khiêu chiến cố ý khích tướng dù sao cũng chính là kích thích khương uyển nhi lên đài lại hung hăng giáo huấn mục đích cuối cùng bọn hắn chính là muốn dẫn khương nghị ra rõ ràng là các ngươi giờ cho lừa bịp khương uyển nhi tức giận bình bất yếm trá ca của người không dạy dỗ qua ngươi sao tuyệt bộc thánh địa cười lạnh các người nói đó là lừa dối ư đó là hèn hạ cái gì gọi là hèn hạ cái gì gọi là lừa dối người phần rõ sao ta cùng ngươi so hừ hừ, người thua không nổi không so với ngươi. Ai thua không nổi đến đây ta so cùng ngươi. Thua không nổi liền thua không nổi, còn không thừa nhận thật buồn cười. Đều là một cái đức hạnh như tên ca ca kia của ngươi, mang kiều ra từ cổ hoa hoàng thành đi vậy mà sợ hãi. Vớt xuống bọn hắn đối mặt vây bắt tự mình chạy đến xí thiên giới ẩn nấp. Không cho phép người nói ca ca ta như thế. Hắn cũng dám làm còn không dám cho người nói sao. Hèn nhát còn rùa rấu đầu lọt đuôi. Phương Vinh nói xong cũng nháy mắt mấy cái với các sư huynh đệ ở hai bên. Thế nào, ta mắng có trình độ chưa? Thế nhưng các huynh đệ tuyết bọc thánh địa đang muốn lộ ra nụ cười, lại đều lần lượt cứng đờ. Các đệ tử thiền lần thánh địa và các thánh địa bắc bộ cũng đều có chút nhíu mày tập trung vào phía trước. Thế nào? Phương Vinh kỳ quái nhìn bọn hắn vừa nhìn về đội ngũ vô hồi thánh địa. Mọi người từ góc rẽ đi tới trình diễn nhìn diễn võ trường náo nhiệt một chút, ánh mắt lạnh lùng, đi tới phía đội ngũ vô hồi thánh địa. Là Khương nghị hắn lại dám đi ra. Thái Long và các đệ tử thánh địa, Nam Bộ đều mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Khương nghị. Từ biệt tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn đào mắt đã 10 năm. Đối với bọn hắn mà nói 10 năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Tuy nhiên đều là tu luyện ngày qua ngày. Đối với Khương Nghị mà nói lại thay đổi nhân sinh trong anh oanh liệt liệt. Mặc kệ thành danh như thế nào chỉ ít hắn đã vàng danh thiên hạ đưa thần đến hoàng tộc tay cầm cường binh thái long còn nhớ mang máng lần đầu tiên lúc gặp mặt cùng khương nghị khương nghị chỉ vào hắn nói một câu càn rỡ không có thánh địa ngươi tính là cái gì rời khỏi thánh địa người lại có thể đi bao xa khương nghị bọn người tô triệt nhìn khương nghị đi tới vẻ mặt cũng rất phức tạp trước đó đều coi là khương nghị sẽ chết tại đại hoàng không nghĩ tới lại một thần bái phòng sĩ tiền giới còn thắng được giới chủ tiền cậy diệt trừ tắc ngọc đường chống đỡ sự uy hiếp của vạn đạo thần giáo chỉ mấy tháng ngắn ngủi hắn nghịch chuyển nhân sinh của mình bọn hắn đã từng cho rằng thành tựu của khương nghị hẳn là dừng bước ở đây nhưng hôm nay bọn hắn lại cảm giác thành tựu của khương nghị đúng là không chỉ có như thế hết hồi thứ hai trăm sáu